Chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị. Và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay: dẫn nhập tân ước. Tân ước là một tổng hợp gồm 27 cuốn trong bộ Kinh Thánh. 27 cuốn đó được viết trong thời gian 70 năm sau cuộc phục sinh của Đức Kitô. Giáo hội thời các tông đồ đã nhận thấy trong đó lời diễn đạt trung thực niềm tin của mình và đã chính thức nhìn nhận đó là những cuốn sách được Thiên Chúa linh hứng, là lời của Thiên Chúa. Nhưng cũng như các sách của bộ Cựu Ước, cuốn sách này không phải từ trời rơi xuống, đó là do công lao của các tông đồ và các tác giả sách tin mừng thời giáo hội sơ khai. Đây không phải là một cuốn truyện hoặc một áng văn trình bày đạo lý như thể để trả lời hết tất cả các vấn nạn chúng ta đưa ra. Đây là một tập chứng từ, qua đó chúng ta gặp được con người Chúa Giêsu, thấy được giáo hội tiên khởi đã cảm nhận mình được sức mạnh phục sinh của Chúa truyền ban cho sinh khí và năng lực như thế nào. Thiên Chúa muốn cho các tín hữu mọi thời nhận biết Chúa Giêsu và công trình cứu độ qua các chứng từ ấy. Nhưng tại sao lại có một tân ước sau cựu ước? Đơn giản bởi đó là hai phần lớn của lịch sử thánh và của mặc khải Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Ranh giới giữa hai giai đoạn đó là thập giá Chúa Giêsu. Trong thời cựu ước, một dân tộc đã được hình thành và trưởng thành qua các kinh nghiệm sống của mình. Sau khi đã từng mơ ước hàng vạn chuyện như mọi người, dân ấy đã hiểu ra rằng điều quan yếu là đi tìm vương quốc của công minh chính trực. Trong đó, loài người sẽ được đổi mới. Khi đọc cựu ước, chúng ta thấy ở đó có một ý nghĩa và nhận ra những giai đoạn của một lịch sử thánh, cũng như các nhân vật chủ yếu trong đó. Chúng ta hiểu tại sao cần phải chờ bao nhiêu thế kỷ mới thấy nhú lên niềm tin vào sự phục sinh. Chúng ta thấy tại sao vương quốc Israel cũ thịnh vượng như thế mà lại không tồn tại lâu dài được. Dân Thiên Chúa mất đi uy lực và vinh quang trần thế, nhưng bù lại được thêm sự minh mẫn và chiều sâu nội tâm. Tiếp theo là một cơn khủng hoảng kinh hồn mà Israel trải qua dưới ách của Roma, khi các trào lưu chống đối nhau trong nội bộ dân Do Thái biến thành những phe cực đoan. Bấy giờ xuất hiện vị cứu tinh duy nhất sau bao nhiêu kẻ tự xưng là cứu tinh. Chúa Giêsu kêu gọi Israel vượt lên trên tất cả những gì là hẹp hòi trong chủ nghĩa quốc gia và niềm hy vọng của nó, để khám phá ra vương quốc của Thiên Chúa và đức công chính của Người. Lịch sử Israel đáng lẽ phải đạt tới một kỷ nguyên mới và sản sinh một dân tộc đại đồng thuộc về Thiên Chúa, hưng thịnh nhờ nhận biết Thiên Chúa Cha và Con Một của Người. Nhưng vài năm sau đó, dân tộc Do Thái đã suy vong. Đại đa số đã không đón nhận thông điệp của Chúa Giêsu. Một thế giới đã cáo chung, và Israel bắt đầu chìm sâu vào một số phận bi thảm. Tân ước không hề thay thế cho cựu ước. Những gì Chúa Giêsu đã rao giảng không hề hủy bỏ những lời cảnh cáo của các ngôn sứ, và tình yêu không thay thế cho công bằng. Ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa cho dân Do Thái không được thay thế bằng ơn cứu rỗi linh hồn. Tin mừng xuất hiện như một sức mạnh giải phóng, định hướng lại lịch sử và đẩy mọi nền văn minh tiến về một đích điểm. Vạn vật và mọi người được đoàn tụ và hòa giải quanh Chúa Kitô. Những cố gắng để loan báo tin mừng cho người Do Thái tại Palestine đã gặp thất bại. Nhưng điều này lại khuyến khích việc loan báo tin mừng cho những dân tộc khác.
Như vậy, chỉ sau ít năm thôi, giáo hội đã lan rộng trên toàn thế giới được biết đến vào thời ấy. Nghĩa là những dân tộc nằm trong đế quốc Roma. Thời gian đầu, nhiều Kitô hữu ngỡ rằng tin mừng đã sắp đạt tới tận cùng thế giới và Chúa Giêsu sắp trở lại xét xử địa cầu. Nhưng từ những năm 70 trở đi, ảo tưởng này tan biến dần. Lịch sử còn kéo dài lâu hơn người ta tưởng. Lòng tin của giáo hội sơ khai dựa trên nền tảng lời chứng của các tông đồ là những người bạn đồng hành đầu tiên của Chúa Giêsu. Các lời chứng này thoạt đầu được truyền miệng, rồi rất nhanh sau đó được biên chép. Các cộng đoàn Kitô hữu lo thu thập và soạn thành văn bản những điều được biên chép là nội dung những lời giao giảng của các tông đồ và những kinh nghiệm căn bản về lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô họ đã sống cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc biên chép của họ. Giáo hội đã chọn giữ lại một số trong các bản văn ấy, gạt qua một bên nhiều bản văn khác tuy đáng khen thật, nhưng thông điệp đức tin trong đó không được kể là hàm chứa những điều căn bản và có tính đại đồng. Các thủ bản đầu tiên đã được sao chép bằng tay từ thế kỷ này qua thế kỷ nọ, cho đến khi có kỹ thuật in ấn năm 1456, ông Rutenberg người Đức mới in cuốn Kinh Thánh đầu tiên. Tam sao thất bản là lẽ thường, bằng cách đối chiếu các thủ bản khác nhau, đã được xếp loại căn cứ theo các điểm dị biệt và nguồn gốc. Các nhà chuyên môn có thể truy ra các bản gốc mà giáo hội công giáo thừa nhận là lời diễn đạt đức tin tông truyền, là lời của Thiên Chúa. Các sách tin mừng. Ai đã viết các sách tin mừng đầu tiên và đã lấy nguồn tài liệu từ đâu? Chúa Giêsu đã chết không để lại một chữ. Người đã dành phần lớn thì giờ để đào tạo các tông đồ của người. Các ông sống với người như môn đệ các bậc thầy Do Thái thường làm. Thay vì lo diễn thuyết, Chúa dùng đủ cách lặp đi lặp lại các chân lý chính yếu. Vậy các tông đồ đã ghi lòng tạc dạ những giáo huấn của thầy mình, cũng như những biến cố mà các ông đã chứng kiến. Chắc chắn là ngay vào những ngày đầu tiên sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã lo tìm cách định hình giáo huấn ấy của Chúa. Và từ đó sẽ phát sinh công cuộc huấn giáo trong giáo hội sơ khai. Cụm từ truyền thống các tông đồ chỉ toàn bộ những biến cố và lời giảng dạy của Chúa Giêsu mà các tông đồ đã rao giảng và bình luận. Chúa Giêsu là vị Messiah của người Do Thái và là đấng cứu chuộc toàn thể nhân loại, là con Thiên Chúa phát xuất từ Thiên Chúa, đã chết và sống lại từ cõi chết. Như chúng ta đã nói trên, tất cả những gì chúng ta biết được về Chúa Giêsu là do các tông đồ truyền đạt cho. Dĩ nhiên, chúng ta rất muốn biết chính xác Chúa đã nói những lời nào, y hệt như một số người đã được tận tai nghe Chúa nói. Nhưng lòng tin của giáo hội chỉ nhìn nhận các tông đồ là chứng nhân chân chính của Chúa và cho rằng các ông đã hiểu Chúa như Thiên Chúa muốn mọi người phải hiểu. Nhờ đức tin, lời Chúa không chỉ là những gì Chúa Giêsu đã nói mà còn là những gì các tông đồ đã nói liên quan đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và người đồng thời nói tiếng Aram, thứ tiếng thông dụng đã thay thế cho tiếng Hebrew tại Palestine từ thời hậu lưu đày, đặc biệt là ở miền Galilee. Tuy vậy, người ta vẫn tiếp tục dạy tiếng Hebrew, nhất là tại Jerusalem. Một vài giới trong xã hội nói và nhiều người Do Thái hiểu tiếng Hebrew. Các văn kiện tôn giáo thường được viết bằng tiếng Hebrew. Cũng nên lưu ý là hai thứ tiếng ấy có nhiều điểm tương đồng vì cả hai thuộc cùng một họ ngôn ngữ, họ các tiếng Semit. Tiếng Hy Lạp thì ngược lại,
là tiếng được dùng trong mậu dịch và cuộc sống thành thị ở khắp các tỉnh trong đế quốc Roma. Cũng như tiếng Anh ngày nay, tiếng Hy Lạp giúp cho việc giao lưu giữa các dân tộc rất khác nhau, nằm dưới quyền cai trị và luật pháp của Roma. Ngay tại Palestine, nhiều người Do Thái hiểu tiếng Hy Lạp. Trái lại, tiếng Latin là ngôn ngữ của Roma và không thông dụng bên ngoài việc hành chánh của đế quốc. Người Do Thái sống đông đảo trong các thành phố lớn của đế quốc, cũng như các Kitô hữu sau này sẽ ngày càng đông lên cũng trong các vùng ấy, đều nói tiếng Hy Lạp và dùng bản dịch Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp mà người ta gọi là bản 70. Các điều lý thú đáng chú ý là các sử gia tiên khởi của giáo hội đã đặc biệt nhắc đến những vị mà truyền thống xem như là tác giả của ba sách tin mừng nhất lãm. Năm 110, ông Pagias, thành Gerapoli gần Epheso, viết như sau. Ông Marco, người thông dịch của ông Phêrô, đã viết ra cách chính xác nhưng mà lộn xộn không thứ tự. Tất cả những gì ông nhớ liên quan đến những lời nói và hành động của Chúa. Ông đã đi theo Phêrô và ông này tùy theo hoàn cảnh mà giảng dạy, chứ không theo một trật tự nào hết. Ông đã không phạm sai lầm nào khi đưa vào đó những điều mà bản thân ông nhớ lại. Ông Matthew đã đưa ra một tập những ngôn từ của Chúa bằng tiếng Hebrew, và chính từ đó mà mỗi người đã dịch lại theo khả năng của mình. Năm 185, Thánh Irene, giám mục tử đạo, viết: ông Matthew đã phổ biến một bản tin mừng giữa người Hebrew và trong ngôn ngữ của họ, trong khi hai ông Phêrô và Phaolô thì đi Roma để loan báo tin mừng và thành lập hội thánh tại đó. Sau khi hai ông đã đi, ông Marco, môn đệ và dịch giả của ông Phêrô, đã ghi chép thành văn tự những gì ông Phêrô rao giảng. Ông Luca, bạn đồng hành của ông Phaolô, cũng đã viết một bản tin mừng từ những gì ông Phaolô rao giảng. Những chứng từ cổ xưa này, cùng với nhiều chứng từ khác nữa, đã có lần bị bác bỏ trong những năm qua. Nhưng ngày nay lại được nhìn nhận là có một giá trị lịch sử rất đáng kể. Sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng các sách tin mừng đã được viết ra một lèo do những vị như Matthew, Marco hay Luca. Bởi một ngày kia các ông quyết định ghi chép các hành động và lời nói của Chúa Giêsu. Hãy làm thành một văn phẩm, xem những gì có thể đã diễn ra trong các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Khởi đầu, các tông đồ làm chứng về những gì mình đã mắt thấy tai nghe. Dần dần, người ta cảm thấy cần phải ghi lại lời chứng của các ông để bảo tồn trong ký ức. Đây cũng là điều mà chúng ta thường làm trong một cuộc họp, ghi lại một chứng từ để đem chia sẻ với người khác. Như đã nói trên, các cộng đoàn Kitô hữu tại Palestine nói tiếng Aram hay Hebrew, tùy vùng hoặc môi trường. Vậy các bản văn đầu tiên đã được viết bằng hai thứ tiếng đó. Từ từ, người ta gom lại với nhau các bản văn liên quan đến hành động và lời nói của Chúa Giêsu. Như vậy, các cộng đoàn đầu tiên đã đi từ khẩu truyền đến văn tự, từ một lời chứng nói qua miệng, qua một lời chứng viết thành văn bản, tức là sách tin mừng chúng ta dùng. Mà vì thời ấy, các Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp chiếm đa số, nên các văn kiện nguyên thủy được dịch ra tiếng Hy Lạp. Thoạt nhìn đã thấy một sự kiện hiển nhiên, hầu hết tất cả các giai thoại được ông Marco thuật lại thì cũng được hai ông Matthew và Luca thuật lại. Người ta gọi ba bản tin mừng này là tin mừng nhất lãm, nghĩa là người ta có thể đem ba bản ấy viết thành ba cột song song. Để nhìn chung một lượt, nhất lãm để so sánh các bản văn được ba ông cùng viết về một biến cố duy nhất. Nếu xem tiếp trong Matthew và Luca, những gì không có trong Marco, chúng ta sẽ thấy một số lớn các ngôn từ,
hoặc lời nói của Chúa Giêsu lại có mặt vừa trong Matthew vừa trong Luca nữa. Do đó, nhiều nhà kinh thánh nghĩ là có thể nói đến hai nguồn tư liệu. Theo giả thuyết này, thì các tin mừng nhất lãm vay mượn tư liệu từ hai bản văn cổ xưa hơn. Một bản gồm các trình thuật là chính, và bản kia chủ yếu là một tập ngôn từ hay lời nói của Chúa Giêsu. Giả thuyết hấp dẫn này đã phải du di hơn. Những nghiên cứu từ gần hai thế kỷ đã cho thấy những chỗ ba sách tin mừng ấy lệ thuộc vào nhau. Nhưng vấn đề này rất phức tạp, và các kết luận vẫn còn rất khiêm tốn. Ngày nay, người ta thấy rất có thể yếu tố truyền khẩu đã đóng một vai trò quan trọng cho đến giai đoạn hoàn thành việc biên soạn. Ba sách tin mừng nhất lãm, nhờ có khẩu truyền mà các bản văn ngắn dài lưu hành trong các cộng đoàn sơ khai đã được trưng dụng, bổ sung, bố trí lại. Các sách tin mừng nhất lãm chúng ta dùng đã được định hình vĩnh viễn sau một thời gian tiến hóa dài, nhất là 20-30 năm, và chấm dứt vào những năm 70. Mặc dù khó xác định rõ hơn các ảnh hưởng qua lại giữa truyền khẩu của các cộng đoàn Kitô hữu với những vị đã chép lại thành văn tự, nhưng có một điều chắc chắn, trong quá trình tiến bước chậm chậm này, một số nhân vật đã đóng một vai trò quyết định và đã làm cho mỗi bản nhất lãm trong ba bản đều có một nét độc đáo riêng. Đó là ba ông Matthew, Marco và Luca. Ba vị tác giả tin mừng đầu tiên này không chỉ khác nhau ở việc chọn ít hay nhiều tư liệu, hoặc bởi trình bày ngôn hành của Chúa theo những cách hơi khác nhau mà thôi đâu. Thật thì, mỗi vị có thần học riêng của mình, cách hiểu biết Chúa Giêsu rất riêng tư. Và chính cái nhìn sâu xa này, cái chứng từ riêng biệt của mỗi người, cuối cùng đã giải thích cho biết tại sao có các điểm dị biệt trong tác phẩm các ông. Tác giả Marco ghi chứng từ về một loạt những sự kiện và những cuộc gặp gỡ, trong đó Chúa Giêsu biểu lộ rõ quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định sự tự do của người trước mặt thế gian. Ông không câu nệ thứ tự thời gian, chỉ phân biệt hai giai đoạn: hoạt động của Chúa Giêsu tại Galilee và một sứ vụ tại Jerusalem trước khi chịu thương khó. Theo lời thánh Irene, tác giả Matthew đã phổ biến sách tin mừng của ông cho dân Hebrew, tức là cho người Do Thái sống trên đất Palestine, và đã tin theo Chúa Giêsu. Ông phác họa Chúa Giêsu dưới nét nổi bật là người thầy, bậc thầy mang lại sự khôn ngoan thời Trung Kết, nhưng đã bàng bạc từ trước trong Kinh Thánh. Qua tin mừng của ông, có thể nhận biết đời sống một cộng đoàn là như thế nào, đời sống của giáo hội mà sứ mạng là ngay từ hôm nay, phải chỉ cho thấy rằng nước trời đã có đây rồi. Ông triển khai huấn giáo của ông bằng phương pháp trình bày xen kẽ cách chặt chẽ các hành động và ngôn từ của Chúa. Và đoạn dẫn nhập thì ông cho nó có tính cách tượng hình, gồm những trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Tác giả Luca theo cùng một bố cục như Marco, nhưng giữa hai giai đoạn ông chèn vào bài trình thuật dài kể lại một chuyến đi lên Jerusalem. Trong đó, ông đặt một phần lớn các ngôn từ của Chúa Giêsu mà Matthew cũng ghi lại nhưng rải ra trong cả sách tin mừng của ông. Luca viết cho người Hy Lạp, ông không kể lại nhiều chi tiết liên quan đến luật lệ và phong tục Do Thái mà độc giả của ông có lẽ không hiểu được. Đúng là một nhà văn Hy Lạp, ông loại bỏ cách nói lặp đi lặp lại mà người Do Thái khoái dùng, và Matthew còn giữ nguyên nhịp điệu. Cũng như Matthew, ông có phần dẫn nhập riêng, gồm những giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cũng như phần kết luận riêng của ông. Các sách tin mừng của Gioan để lộ ra những mẩn văn thuộc một bản cổ xưa cũng đơn giản như bản Marco. Chắc là trong đó hành động của Chúa chiếm chỗ nhiều hơn giáo huấn của người. Có thể
bản văn được dành cho các cộng đoàn Kitô hữu ở Samari vì được viết bằng tiếng Aram. Nhưng trên cơ sở đó, ông Gioan đã xây dựng các diễn từ của Chúa Giêsu, những bài rất dài, trong đó tác giả trình bày cho chúng ta biết ơn cứu độ là gì. Một cuộc biến hóa con người làm cho tạo thành được đổi mới. Toàn bộ sách Tin Mừng triển khai mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, cũng như tình hiệp thông sâu kín giữa Thiên Chúa và loài người thông qua đời sống cộng đoàn và các bí tích hội thánh. Sách Tin Mừng này chỉ được phổ biến sau khi ông Gioan qua đời, khoảng năm 90 năm. Vậy là các sách Tin Mừng theo Matthew, Marco, Luca và Gioan sẽ bổ sung cho nhau để tỏ cho chúng ta biết gương mặt thật của Đức Giêsu, Con của Thiên Chúa và Con của bà Maria. Khi thì qua các biến cố được thuật lại, khi thì qua các giáo huấn được ghi chép, các tác giả Tin Mừng này chỉ cho chúng ta biết cách thức Chúa Giêsu đã biểu lộ thần tính của Người qua một lối sống phàm nhân. Cuộc đời của Người là dấu chỉ tối ưu. Qua đó, Thiên Chúa đã muốn tỏ mình ra cho nhân loại nhận biết Người qua những câu gợi nhớ thông điệp của Cựu Ước, thường là rất kín đáo nhưng rất chính xác. Ba tác giả Nhất Lãm nhấn mạnh việc Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm Cựu Ước ấy như thế nào. Tác giả Gioan thì đặc biệt lôi cuốn chúng ta đi vào trong thái độ chiêm ngắm con người Chúa Giêsu. Làm như vậy, ông đặt cơ sở và chỉ ra các dạng thức của kinh nghiệm tâm linh chân chính mà người theo đạo Chúa Kitô cảm nhận được. Đó chính là câu hỏi mà phần đông chúng ta tự đặt cho mình. Nếu quả thật đây là một hoặc bốn lời chứng, thì nó có giá trị nào? Sau những gì chúng ta đã nói trên, chúng ta dễ dàng hiểu được những điều sau đây. Cho dù các sách Tin Mừng có dài gấp 10 lần đi nữa, thì cũng chỉ ghi chép được một số những hành vi của Chúa đã được chọn lọc để thuật lại mà thôi. Mỗi tác giả sách Tin Mừng đã chọn ra các lời nói và hành động ấy của Chúa, rồi diễn lại theo cách của mình, nhắm riêng giới độc giả của mình. Ông xây dựng tác phẩm theo bố cục mà ông nghĩ là tốt nhất, và nối kết những sự việc vốn đã xảy ra vào những thời điểm khác biệt lại với nhau. Nói thế không có nghĩa là không thể tin được chứng từ của các tác giả sách Tin Mừng. Chúng ta sẽ không có những cảnh chụp, những băng ghi âm cho lại các lời nói của Chúa, nhưng đúng hơn, phải nói đó là những cái nhìn từ bốn góc độ khác nhau mà lại bổ sung cho nhau. Nếu có mâu thuẫn trong chi tiết, cũng chẳng hề gì. Khi Chúa rời khỏi Jericho, có hai hay một người mù thì nào có khác gì đâu. Quan trọng nhất là không nên để cho đủ thứ tranh cãi về chi tiết che lấp đi điều cốt yếu. Sách Tin Mừng là một loại sáng tác không tiền khoáng hậu. Trong văn học mọi thời, một đàng, khi đem so sánh với những tác phẩm văn chương khác cùng thời, thì sẽ thấy có sự tương phản rất đậm nét. Bên sách Tin Mừng là những nét đơn sơ giản dị, bên kia, dù là của Kitô giáo hay thứ khác, là những chuyện lạ kỳ, vẽ vời thêm thắt với những chuyện không dính đất, ngay cả trong những tác phẩm Kitô giáo được linh hứng như thư của Thánh Giuđa. Ngoài ra, sách Tin Mừng hàm chứa mọi giá trị nhân bản, phong phú về mọi mặt, đặc biệt có giá trị văn hóa rất cao. Nó vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt sau bao nhiêu đợt phê bình theo khoa học hiện đại, trải qua bao nhiêu đợt tra xét tỉ mỉ như chưa một tác phẩm văn học nào đã được chiếu cố như vậy. Nói vậy chưa đủ, còn có điều đơn giản đáng kể này. Sách Tin Mừng tỏa hương chân lý mỗi khi chúng ta mở lòng đón nhận những gì nó truyền đạt. Tuy nhiên, chứng từ Tin Mừng vẫn còn là một nghi vấn đối với số đông. Có khi họ tưởng thấy trong đó những nghịch lý, thường hơn thì họ coi như không thể chấp nhận thần tính của Chúa Giêsu.
ngay cả trong số những người có đạo đang nghiên cứu tin mừng. Có người tỏ ra rất e dè khi đụng tới vấn đề phép lạ theo nghĩa mạnh, tức là sự can thiệp của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Có thể lý do là vì những người ấy đã được đào tạo trong một nền văn hóa lấy khoa học kỹ thuật làm chuẩn mực, chỉ cậy vào sáng kiến con người để mà giải quyết mọi vấn đề. Trong một thế giới tự bao bọc mình với đủ thứ những bảo hiểm, an toàn, người ta đâu chờ mong gì ở Thiên Chúa, và Thiên Chúa đâu làm nhiều phép lạ. Nhiều người lập luận như sau: nếu ngày nay tôi không thấy được những sự kiện tương tự những sự kiện sách tin mừng thuật lại, thì làm sao tin rằng những điều ấy đã xảy ra thời xưa? Họ sẽ nghĩ khác nếu họ là thành phần của một giáo hội nghèo, được mục kích Thiên Chúa luôn luôn can thiệp để giúp những ai chỉ biết trông cậy vào người. Thật vậy, trong các cộng đoàn nghèo ấy, nhiều người tự nhủ, nếu ngày nay Thiên Chúa làm những phép lạ cỡ này, thì tại sao người không làm được vào thời Chúa Giêsu và theo lệnh của Chúa? Ai cũng muốn là người khách quan, nhưng không thể nghiên cứu tin mừng cách vô tư và không thiên vị được, bởi vì nó sẽ chất vấn toàn bộ cuộc sống chúng ta, chứ không chỉ các tư tưởng về điểm này điểm nọ mà thôi. Nếu chúng ta chia sẻ niềm tin của các tông đồ, thì chuyện chấp nhận cuốn sách thánh này mà vẫn giữ được óc phê bình sẽ là điều không khó. Còn nếu không hội đủ điều kiện cho phép chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái bao lâu chưa tìm ra cách hạ thấp các chứng từ tin mừng xuống ngang tầm với cái hợp lý trong đầu óc chúng ta. Có nghĩa là tin mừng sẽ không đòi ta xét lại những điều ta nắm chắc. Vì lẽ đó mà bao nhiêu người tuy khâm phục tin mừng, nhưng vẫn tìm đủ mọi lý do để từ chối điều gây phiền hà cho họ. Cái chứng từ về một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa không ở yên, và thậm chí làm cho kẻ chết sống lại. Để từ chối chứng từ các sách tin mừng, nhiều người cứ bám vào ba luận cứ sau đây. Các sách tin mừng không phải là tác phẩm của một chứng nhân tự ràng buộc mình bằng lời hứa, nhưng chỉ thu thập đủ thứ chứng từ vô danh. Đó là một mẩu văn chương dân gian tạp nhạp, không thiếu loại nào, chỉ trừ tính xác thực lịch sử. Các sách tin mừng không phải là một tiểu sử của Chúa Giêsu, mà là những chức tác dành cho việc giáo huấn dân có đạo. Các trình thuật chỉ nhằm mục đích củng cố lời giảng dạy. Đừng hỏi Chúa có thật sự đi trên mặt hồ không. Sự việc đã được viết ra để cho thấy quyền năng mang thần tính của Chúa thôi. Các sách tin mừng được viết sau khi Chúa chết một thời gian dài, khi trí tưởng tượng của các tín hữu đã đặt một hào quang thần thánh trên đầu người rồi. Đừng tìm hiểu trong đó để biết con người Giêsu ra làm sao, mà chỉ biết đó là một phản ảnh niềm tin của giáo hội vào thế kỷ 1. Ở đây xin nhắc lại những gì đã nói liên quan đến thời gian biên soạn các sách tin mừng. Chúng ta hãy nhìn xem các tông đồ. Các ngài đã và vẫn là những chứng nhân của Chúa Giêsu trong giáo hội. Mọi người đều dựa vào uy tín các ngài. Và các ngài hãy còn sống ngày mà các sách tin mừng đạt tới dạng thức cuối cùng. Bản thân các ngài biết điều gì thật sự đã xảy ra. Liệu các ngài có làm thinh không trước những kẻ xuyên tạc thực thể con người Chúa Giêsu? Bảo chứng tin mừng nằm ngay trong cơ cấu giáo hội, một phẩm chất được kính nể, có tiếng nói cuối cùng về nội dung đức tin và không hề chấp nhận ai đá động tới đó. Xem các thư gửi ông Timôthê và ông Tito, thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Không có chỗ đứng cho một thứ sáng tác kiểu dân gian, từ những huyền thoại, những lời kể lại bị bóp méo, những phép lạ được phịa ra để phần nào lý giải những gì người ta muốn khẳng định về Đức Giêsu. Các sách tin mừng xuất phát từ truyền thống các tông đồ, và giáo hội đã bảo lưu nó bởi nhận ra truyền thống này trong đó.
vào cùng thời điểm ấy và trong thế kỷ tiếp theo sau. Có những tin mừng khác đã được viết thêm. Tin mừng của Phêrô, tin mừng của Tôma, tin mừng của Nicodemo, tin mừng nguyên thủy của Giacôbê. Tựa đề của chúng thế nào mặc lòng, những chuyện chúng kể có ly kỳ thú vị mấy đi nữa, giáo hội vẫn từ chối không nhìn, đơn giản chỉ vì trong đó, giáo hội đã không nhận ra niềm tin và giáo huấn của các tông đồ. Các sách tin mừng đã được viết nhằm vào việc huấn giáo. Nói vậy không có nghĩa là các sự kiện đã bị bóp méo để có sức thuyết phục hơn đâu. Như thể tự nó các sự việc đó không đủ sức nói lên sự thật. Đã từng được Chúa Giê-xu huấn luyện, có lẽ nào các tông đồ lại thiếu sự liêm sỉ sơ đẳng nhất? Có thể nào các ông không biết tôn trọng sự thật hay sao? Người ta lưu ý tầm quan trọng của các thể văn được dùng để thuật chuyện, và bởi vì nhiều phép lạ được thuật lại theo cùng một mẫu văn, nên một số người kết luận rằng tất cả đều là giả tưởng. Sao không nghĩ rằng để kể chuyện và phép lạ thì người ta thường hay theo một số khuôn mẫu, giúp người kể chuyện dễ truyền đạt hơn và người nghe dễ ghi nhớ hơn? Như thế có phải đơn giản hơn hay không? Thời này đây, hãy nghe những người chứng kể lại một phép lạ họ đã chứng kiến. Lời kể bộc phát của họ cũng theo cùng một thứ tự đó. Một ví dụ điển hình khác là chuyện truyền tin cho Đức Maria. Tác giả Luca kể lại theo mẫu các bản kinh thánh, có tính huyền thoại hơn là lịch sử. Nói về cuộc chào đời của Ismael và Samson, có người nói liền, bởi lẽ Luca đã bắt chước theo mẫu kể chuyện huyền thoại, nên trình thuật của ông cũng là huyền thoại luôn. Sự đồng trinh của Maria và lời báo của thiên sứ chỉ có đó để chào mừng thần tính của Đức Kitô mà thôi. Lý luận như vậy có giá trị không? Ông Luca, như các người đồng thời với ông, xem các bản văn cổ xưa ấy như có tính lịch sử. Và ông đã mượn lại mẫu văn đó để nhấn mạnh rằng cuộc chào đời của Chúa Giê-xu nằm trong lịch sử thánh. Ông Luca đã kể các biến cố căn bản cho niềm tin của ông. Nếu các biến cố ấy không có xảy ra, ông cũng đâu đã tin. Vậy thì sau khi đã nghe xong, nghiên cứu và cân nhắc các lý do, phải trở về với điểm mà Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ khẳng định. Đức tin là một ân huệ của Thiên Chúa, và không ai đến được với Chúa Con nếu không được Chúa Cha lôi cuốn. Đọc tin mừng, suy gẫm tin mừng, đối chiếu tin mừng với thực chất con người chúng ta là một cuộc trắc nghiệm, trong đó chúng ta hết mình nhập cuộc. Nếu chúng ta muốn tin mừng lôi cuốn chúng ta hơn đôi chút, thì hãy nhìn xem những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi những kẻ đã tin, những người được gọi là hay có thể được gọi là thánh. Lời Thiên Chúa đã được thể hiện, ghi chép và truyền đạt trong thần khí. Chỉ có thần khí mới có thể đưa chúng ta vào trong ánh sáng của lời.